Đoàn giám sát của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư công được đầu tư từ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Kon Tum. Từ năm 2021 đến tháng 7 năm 2022, thành phố bồi thường hỗ trợ 25 dự án đầu tư công, trong đó có 6 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020. Tổng số tiền chi trả bồi thường hỗ trợ hơn 323 tỷ đồng. Qua triển khai các dự án, vẫn còn một số khó khăn vướng mắc như công tác xác minh nguồn gốc đất, thời điểm xây dựng nhà, vật kiến trúc một số dự án vẫn còn khó khăn. Một số dự án người dân chưa phối hợp trong việc đo đạc, kiểm kê, cung cấp hồ sơ. Một số hộ chưa thống nhất vị trí bố trí tái định cư. Các hộ dân cho rằng giá đất bồi thường các dự án quá thấp, đặc biệt là giá đất nông nghiệp nằm trong khu dân cư. Bên cạnh đó, việc phê duyệt quy hoạch kế hoạch sử dụng đất còn chậm, ảnh hưởng đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn. Qua nắm bắt tình hình, đoàn giám sát tiếp tục làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành để đề xuất các kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn.